Bảo vệ rừng và trồng thêm nhiều cây xanh là một trong những việc làm hết sức thiết thực, luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm khuyến khích thực hiện. Trên tinh thần đó, ngày 31 tháng 12 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị 45 về tổ chức phong trào Tết trồng cây và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021. Trong đó, phát động cả nước trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025. Đây là chương trình vô cùng có ý nghĩa, tiếp bước truyền thống hơn 60 năm qua từ lần đầu tiên năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào Tết trồng cây. Từ đó tới nay, phong trào trồng cây, trồng rừng đã thực sự mang lại lợi ích to lớn cho đất nước và trở thành một tập quán tốt đẹp của nhân dân ta. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phong trào trồng cây gây rừng của tỉnh đã lan tỏa khắp các địa phương, cơ quan, đoàn thể. Với tinh thần nhà nhà trồng cây, người người trồng cây, hàng trăm hecta đất trống, đồi trồng đã được phủ xanh. Tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2025 sẽ trồng thêm 10 triệu cây xanh. Xã Phước Long Thọ là một trong những địa phương có diện tích rừng trồng khá lớn ở huyện Đất Đỏ. Hiện toàn xã đã có 68 hộ trồng tràm, với diện tích hơn 55 hecta, chủ yếu ở Phước Trung, Phước Thới. Khoảng 10 năm trở lại đây, khi địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền đồng thời triển khai các dự án hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật, người dân ở xã Phước Long Thọ đã tích cực trồng rừng tràm làm nguyên liệu giấy, phủ xanh diện tích đất hoang hóa hoặc thay thế các loại cây cho giá trị thấp. Theo các hộ dân, tràm là loại cây phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương, cần ít vốn đầu tư và chỉ vất vả trong giai đoạn 2 năm đầu chăm sóc, và chỉ sau 3-4 năm trồng có thể thu hoạch bán cho thương lái. Nếu gia đình nào có điều kiện trồng khoảng 5-6 năm thu hoạch thì hiệu quả kinh tế sẽ cao hơn. Trong điều kiện thời tiết thuận lợi thì sau một chu kỳ khoảng 4 năm, 1 hecta tràm có thể thu lãi từ 80-90 triệu. Nhiều hộ trồng rừng còn tiến hành trồng xen kẽ giữa các năm, nên năm nào cũng có tràm xuất bán, vừa có thu nhập và vừa bảo đảm độ che phủ rừng bền vững. Trước đây là trồng vườn điều với lại trồng mẫn cầu na. Sau này con cái nó lớn đi học hết rồi, không có người chăm, như điều là tới mùa là phải đi lượm trái mỗi ngày, không có người. Thì nó vừa là cũng có cái thu nhập của kinh tế gia đình, mà nó cũng là giữ gìn cái môi trường đất đai mát mẻ, rồi không có bị nắng ở trong nhà, trong vườn, mà cũng không để xói mòn đất của mình. Thì từ đó chúng mới chuyển qua cho trồng tràm, được hai lứa tràm rồi. Nói chung là đất này hậu đó là đất cũng tốt lắm ạ, nhưng mà bây giờ không có người làm rồi, bây giờ có hai vợ chồng rồi, cũng lớn tuổi rồi, bây giờ bỏ tràm đây rồi tháng 3 năm mới thu hoạch. Trồng cái này có năm đầu thôi, chăm sóc năm đầu rồi mình bỏ đó thôi, tới thu hoạch thôi chứ đâu chăm sóc gì nữa đâu. Ngoài diện tích rừng sản xuất do người dân tự trồng, huyện Đất Đỏ còn có rừng trồng và diện tích khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng. Cụ thể, trên địa bàn huyện hiện có hơn 1.180 hecta diện tích rừng trồng nằm trong quy hoạch lâm nghiệp phân bố rải rác ở các xã, thị trấn. Và các vùng khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng thuộc địa bàn thị trấn Phước Hải và xã Long Mỹ với diện tích hơn 141 hecta. Để gia tăng độ che phủ rừng, huyện xác định trước hết phải bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, tăng diện tích rừng phục hồi với việc chú trọng khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng. Hàng năm, huyện giao chỉ tiêu khoanh nuôi, bảo vệ và phát triển rừng cho các xã, coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua khen thưởng đối với các xã. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tích cực tham gia trồng cây và chăm sóc rừng. Ngoài ra, từ năm 2016 cho tới nay, huyện Đất Đỏ còn giao về các xã, thị trấn hướng dẫn các đoàn thể vận động người dân nhận trồng và chăm sóc hơn 41.310 cây phân tán tại các tuyến đường giao thông nông thôn, trường học, trung tâm văn hóa, học tập cộng đồng xã. Nhờ vậy, công tác trồng cây, trồng rừng của huyện thực sự đã lan tỏa tới người dân, góp phần nâng cao ý thức về trồng cây, bảo vệ rừng trên địa bàn. Đối với cây trồng cây phân tán trong dân, đây là một điều kiện mà huyện cũng rất là quan tâm trong thời gian qua. Cụ thể năm 2020 vừa qua thì chúng tôi cũng đã triển khai rất là rộng rãi trong nhân dân, không bỏ đất hoang và không bỏ trống, rồi khi khai thác phải trồng lấp lại ngay. Thì được nhiệt tình hưởng ứng của người dân tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, nhất là các xã có diện tích trồng cây lâm nghiệp, cụ thể như là xã Phước Long Thọ, xã Láng Dài, xã Phước Hội, xã Long Mỹ,
thị trấn Phước Hải là những đơn vị mà đi đầu và tiên phong trong cái vấn đề trồng cây phát triển cây xanh. Xuyên Mộc, địa phương có diện tích rừng lớn nhất tỉnh nằm ở khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu Phước Bửu với tổng diện tích hơn 10.880 ha. Trong đó có hơn 8.017 ha là rừng tự nhiên. Đây là khu rừng đặc dụng ven biển có vai trò phòng hộ, bảo vệ môi trường, bảo tồn hệ sinh thái trong vùng đất cát ven biển, bảo vệ các nguồn gen của những loại động vật, thực vật quý hiếm. Trong khi đó, trên địa bàn huyện có hơn 60 dự án du lịch sinh thái nhiều nhất ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tỷ lệ thuận với số công trình là một diện tích không nhỏ rừng bị giảm. Do vậy, nhu cầu trồng rừng thay thế là hết sức cấp bách. Thời gian qua, Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu Phước Bửu cùng các ngành chức năng địa phương đã có những giải pháp tích cực trong việc trồng rừng thay thế. Theo đó, giai đoạn 2010-2020, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu Phước Bửu đã trồng được hơn 1.292 ha rừng phòng hộ. Riêng trong năm 2020 vừa qua, đơn vị đã thực hiện trồng rừng thay thế trên diện tích 13 ha. Hầu hết cây được trồng là những cây che bóng, phát triển nhanh, chịu được nắng hạn như trầm bông vàng, keo dậu, anh đào. Còn chủng loại cây trồng chính vẫn là các loại cây bản địa gỗ lớn, có giá trị phòng hộ như gõ đỏ, dầu rái, cẩm liên, sao đen. Đến nay, phần lớn diện tích rừng trồng đã phát huy tác dụng phòng hộ, chống xói mòn, rửa trôi cục bộ, cải thiện môi trường sinh thái tại địa phương, giảm nhẹ thiên tai, điều tiết nguồn nước. Hàng năm có phối hợp với chủ rừng đi khảo sát các cái diện tích mà đất trống để đưa vào thiết kế trồng rừng. Thì khi mà thiết kế trồng rừng xong thì mình sẽ có hai lần chăm sóc cho rừng trồng mới, là mình làm cỏ, bón phân, rồi làm bồn cho để giữ nước cho cây. Rồi khi 5 năm đầu là thời gian kiến thiết thì mình chăm sóc, xong rồi 5 năm kế tiếp nữa thì là mình chuyển qua giai đoạn bảo vệ rừng. Thì hàng năm thì mình sẽ làm chăm sóc nó, là mình sẽ làm đường băng phòng cháy cho rừng trồng. Ngoài diện tích rừng trong quy hoạch lâm nghiệp do Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu Phước Bửu quản lý, trên địa bàn huyện Xuyên Mộc còn có hơn 1.600 ha rừng trồng do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu quản lý. Bên cạnh các biện pháp triển khai quản lý bảo vệ rừng, các đơn vị còn thực hiện giao khoáng cho dân trồng cây phân tán, chăm sóc và bảo vệ rừng. Cùng với đó là công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong quản lý, bảo vệ rừng cũng được đẩy mạnh. Nhờ đó, từ điểm nóng về phá rừng trước đây, Xuyên Mộc đã trở thành địa phương có độ che phủ rừng cao nhất cả tỉnh, trên 21,7%. Mình duy trì được trong cây rừng thì tuy rằng là 5 năm mình khai thác lại một lần, nhưng mà cái với cái trăm là kéo lái này thì nó là phát triển nhanh, cho nên khi mình trồng xuống thì cái đồ để trôi đất và bạc màu thì nó cũng tương đối là ổn định. Vì bây giờ nếu giả sử mình trồng những cây mì và những cây khác thì hàng năm nó sẽ bị trôi đất thì cũng như, chứ còn nếu riêng cái trăm thì ngoài cái bảo vệ môi trường ra thì nói, nhưng mà về cái bạc màu vì như mình cái đất đai nó cũng bị trôi nhiều. Thì hàng năm thì công ty giao về cho đơn vị sản xuất số 1 tùy theo cái cung ứng của đất của công ty khai thác. Và trong số đó thì từ năm 2017 cho đến giờ thì công ty cũng đang thu hồi cái đất hợp đồng 135. Thì trồng về thì theo cung ứng, thì theo tình hình thực tế thu được nhiều thì công ty trồng được nhiều, mà thu ít thì công ty lại trồng được ít. Sản xuất thì hình thức cây tràm giống thì công ty cũng chuẩn bị giống, thì trong năm 2021 là chứ mình dọn thực bì xong thì chuẩn bị giống cũng giống như cái giống nữa này rồi. Thì công ty phải trồng vào cái khoảng mùa mưa xuống, công ty trồng từ tháng 6 mà bắt đầu là mưa đậm, công ty tiến hành trồng rừng. Thì dự kiến kế hoạch của năm 2021 trên địa bàn huyện á, thì hưởng ứng phong trào của tỉnh về chương trình trồng cây, thì huyện cũng đã đăng ký trong năm 2021 là trồng khoảng 500.000 cây xanh. Thì gồm có cây xanh đô thị, rồi cây ăn trái, trồng rừng, rồi cây tập trung ở một số các địa điểm như trường học và một số các hộ dân để đăng ký. Rồi cái hưởng ứng cái chương trình của tỉnh ủy về phát động phong trào trồng cây xanh, thì trên địa bàn huyện cũng đã đăng ký được trồng là gần 2 triệu cây xanh. Và cũng trong phong trào này á, thì huyện ủy, ủy ban nhân huyện cũng đã tổ chức cái lễ phát động phong trào vào ngày 17 tháng 2 năm 2021 tại các khu vực rừng phòng hộ xã Phước Thuận. Về cái hưởng ứng phong trào Tết trồng cây nhớ Bác, thì Phòng Nông nghiệp hàng năm cũng đăng ký công trình trồng cây nhớ Bác vào dịp 19 tháng 5. Theo kế hoạch của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong năm 2021,
toàn tỉnh phấn đấu trồng khoảng 27.000 cây xanh phân tán và khoảng 280 hectare diện tích rừng. Trong đó, cây xanh được trồng chủ yếu tại các khu vực rừng ngập mặn Phú Mỹ, khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, khu vực do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu quản lý, với các loại cây như sao, dầu, giáng hương, đước, mắm. Hưởng ứng phong trào trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng